Các hộ dân bị ảnh hưởng vốn là những hộ nghèo, làm những công việc chài lưới, quen với nghề biển. Sau khi nhà cửa bị cháy, họ phải nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để qua cơn hoạn nạn. Người ta sống ở ký túc xá ở Đồng Đế, ký túc xá của sinh viên nó học á. Xong rồi người ta dồn lại, sao người ta cho dân ở, không biết. Ai ở thì ở, ai không ở thì mướn nhà ở. Người ta đâu cho về. Cho là dân người ta về người ta ở, chứ cái này không cho. Không cho mà giờ đưa dân vô trong đất lành, trong núi. Được biết, sau vụ cháy, chính quyền địa phương đưa ra phương án tái định cư, nhưng vấp phải phản đối của người dân do bất hợp lý về giá cả đất đai bồi thường. Đất ở đây á, thì trả cho dân, á, ai ở lâu á, thì tờ ông cố ông ngoại thì trả 1,6 triệu một mét. Mà ai ở sau này thì trả 1,2 triệu mét, ở sau nữa trả 800 mét, ở sau nữa thì trả 400 một mét. Nhưng mà vô trong đất lành, trong núi á, thì bán cho dân là 1,6 triệu một mét, còn cái lô phụ nhà nào đông á, bán lô phụ nữa là 3,2 triệu một mét. Đất ở đây là đất đô thị mà mua rẻ của dân, rồi vô trong đó là bán mắc. Bên cạnh đó là sự bất tiện cho công ăn việc làm hàng ngày của họ. Những ngày qua, khắp đầu làng xóm ngõ râm ran câu chuyện của những hộ dân phải tái định cư. Dân người ta không chịu, người ta la làng lại sớm tranh đấu quá trời luôn. Giờ rốt cuộc người ta cũng ép à. Cũng ép là sao? Chiều nay này biểu vô trong đó là lãnh đất. Nhưng mà đất thì chưa chỉ. Hôm trước lần đầu tiên là chỉ trong núi, dân sát núi á. Dân người ta nói ở đây ta làm biển mà chỉ trong núi lấy gì ta làm. Là biểu dân này lên sở nhà đất hồi trưa giờ là biểu là đưa cái bản đồ. Rồi biểu dân thì chấm đất. Ký tên. Dân người ta nói người ta không có thấy đất. Với lại đất không có hạ bớt cho dân. Mua rẻ mà bán mắc người ta không có chịu. Người ta bỏ người ta đi về. Thì bây giờ ở trên đó người ta lập mưu kế, người ta phải là nói bây chứ. Bây giờ dân không chấm, ta tự chấm. Mấy ông quằn quến làm sao mà mấy ông phải ép cho được. Còn dân á, thì dân, những người ta dốt đồ không, ta đâu biết sơ đồ là gì đâu. Đưa cái bản đồ cho người ta biểu chấm với lại ký tên. Trước đây, vào khoảng năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo giải tỏa, thu hồi đất Cồn Nhất Trí, giao cho một công ty thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí và nhà ở thương mại. Tuy nhiên, việc giải tỏa trắng gặp phải sự phản đối của nhiều người dân. Ở trước kia là kêu giải tỏa, nhưng mà sau kêu thôi không có giải tỏa nữa, tự vì ở đây là kinh phí giải tỏa nó quá nhiều đi, cái đầu tư người ta bỏ đi. Xong bây giờ đùng cái bị cháy là đưa đi luôn, không cho trở lại. Có nhiều người ta đòi trở lại ta ở chứ không có cần hỗ trợ, không cần gì hết á, nhưng mà ta không có chịu. Nhà nước ta không có chịu, phường khóm ta không chịu, bắt buộc phải đi. Ai mà về đây chia một miếng tên là tới bắt liền. Phương án tái định cư của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang không được các hộ dân ở đây ủng hộ. Đi vô trong đất lành, đất đồ thì một đi xe ra, mà tới chỗ lòng biển thì xa lắm. Có người không biết đi xe, người biết đi xe. Mà trong đó bây giờ đường xá đâu có đi được đâu. Chưa có cái phương tiện gì hết á. Hồi bữa dẫn đi coi đất một bữa mà mấy người già chở bị rớt trên đất bịch. Còn người nào bị có bầu thì về động thai nằm cả tháng, 2 tháng chưa xong cái con đường mà đi vô đất lành đó. Những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đến nay vẫn cảm thấy chưa được thuyết phục về giải thích nguyên nhân vụ cháy mà Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Cường đưa ra. Lúc nó khuya rồi người ta đang ngủ là giật mình dậy thấy cái nhà đầu tiên ở ngoài kia là nó cháy đầu tiên ở ngoài kia. Thì cái nhà đó thì họ nuôi heo đồ, cứ nói là cứ nghĩ là người ta nuôi heo. Người ta nấu cắm cháo heo đồ á. Chứ mà người ta nấu hồi giờ mấy chục năm chứ mấy đây đâu. Nấu khoảng buổi chiều là 4-5 giờ là người ta hết nấu, người ta tắt lửa hết rồi mà đang ngủ nửa đêm. Cái rồi cái thằng nhỏ ở nhà kia, ở nhà chỗ mấy cái dừa á. Nó mới ngủ ghê, nó thấy cháy đầu tiên nhất nó la lên rồi mấy người mới hay được là thấy đã bốc lửa lên rồi. Người dân cũng trình bày những bất cập trong công tác cứu hỏa của lực lượng chức năng. Ý là không có xe chữa lửa vô được, biết sao? Lúc đầu thì không có đem máy bơm tới, mà đến chừng mà cháy gần hết tới đây rồi, tới nhà cô rồi là mới được là đem máy bơm tới, là mới bơm dòi rồng vô là nó mới tắt được lửa. Còn lúc đầu là không có bơm, lúc đầu cứ nhà tư nhân ai nấy tạt tàu vậy ta tạt không có được. Mà trúng nước là nước rồng, xong lúc đó không có lớn là rồng nữa, ta xuống bưng được sau nước ở dưới đó lên là rất là xa. Xin được nhắc lại, Cồn Nhất Trí nằm giữa hai nhánh của sông Cái, từ cầu Hà Ra đến cầu Xóm Bóng, thành phố Nha Trang. Theo thống kê, khu vực Cồn Nhất Trí có gần 1.400 hộ với hơn 7.000 người sinh sống. Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn nằm cuối con đường ngoằn ngoèo, đường chỉ đủ cho một xe máy đi qua.